Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào cái câu chuyện của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện này cũng là một cái câu chuyện ma rất là ghê, liên quan tới cái chuyện là chúng ta đi mướn nhà, đi thuê nhà trọ đó mọi người. Thật sự mà nói, trước giờ kể từ khi Duy kể câu chuyện thứ nhất cho tới bây giờ luôn á, chưa bao giờ mà Duy kể cái câu chuyện nào về mướn phòng trọ nó ghê như câu chuyện này hết. Và Duy xin đặt tên cho câu chuyện này, đó chính là 17 ngày kinh hoàng trong căn phòng trọ. 17 ngày đó cũng là 17 ngày đầu tiên hai vợ chồng dọn vô cái căn phòng đó để mà ở. Và đó cũng là 17 ngày cuối cùng mà hai vợ chồng của anh còn được gặp mặt của nhau. Không những như vậy, đó còn là 17 ngày oan nghiệt khiến cho anh thì phải xa vợ, con của anh phải xa mẹ của nó. Mọi cái sự việc nó bắt đầu vào năm 2016. Thời điểm đó anh cùng vợ và cái đứa con gái quyết định dọn ra ngoài ở riêng, không có ở chung nhà với ba mẹ nữa. Tại vì lý do trong nhà của anh thì có hai anh em. Lúc này anh thì cũng có vợ, trong khi cái người em của anh, người em đó cũng đã có vợ trước anh một năm. Thành ra khi mà hai anh em có vợ về ở chung một nhà đó, thì có những cái mâu thuẫn xảy ra giữa hai chị em bạn dâu với nhau, là vợ của anh cũng như là cái đứa vợ của cái đứa em ảnh á. Còn cái gì bằng mà hai chị em bạn dâu sống chung một nhà, con dâu lớn với lại con dâu út, thế nào cũng sẽ xảy ra cãi vã thôi. Cho nên khi mà thấy cảnh đó đó, anh và cái người em trai của anh, hai anh em rất là khó xử. Và rồi cuối cùng anh mới bàn với vợ, hai người quyết định đó là hai vợ chồng của mình dọn ra ngoài ở đi, để cho em mình với vợ nó sống ở căn nhà này. Tại vì dù sao nó cũng là con trai út, với lại hai vợ chồng của mình dọn ra ngoài ở nó cũng thoải mái hơn, không phải ràng buộc cái vấn đề gì cả. Và rồi nói là làm, ngay trong hôm đó, sáng đi làm, chiều về là chở vợ con đi tìm phòng trọ liền luôn. Nhưng mà tìm hoài, tìm cả tháng trời, không thấy cái phòng trọ nào ưng ý hết. Với lại thời điểm đó anh có con nhỏ, cho nên anh cũng muốn tìm mỗi căn phòng nào nó thoải mái, rộng rãi để mà cho con mình nó không có bị ngột ngạt. Và rồi cuối cùng, không có cần đi tìm ở đâu xa, hai vợ chồng đã tìm được một cái căn phòng trọ. Mà cái căn phòng trọ này á, nó cách nhà anh có khoảng 20 căn nhà thôi. Địa chỉ cụ thể của căn phòng trọ này á, thì Duy xin được giấu tên. Nhưng mà cái căn phòng trọ này nằm ở quận Bình Tân. Cái ngày đầu, khi mà mới vừa mở cửa phòng ra chuẩn bị dọn dẹp dọn vào ở đó, thì đập trước mắt của anh là một cái cảnh tượng. Nguyên một căn phòng, người ta dán bùa kính bích hết trơn, chỗ nào cũng thấy dán bùa hết trơn á. Lúc đó thì cái bà chủ phòng trọ, bà cũng có đứng kế bên anh luôn. Anh mới hỏi bà là, ủa chị, sao mà cái phòng này người ta dán bùa tùm lum hết trơn, nhìn thấy ghê vậy? Lúc đó anh vừa hỏi bà, vừa nói mà vừa cười nha, chứ không phải nghiêm trọng gì hết. Rồi lúc này cái bà chủ trọ bà mới nói, do cái người chủ trước người ta là người Hoa, thành ra người ta mới dán nhiều bùa như vậy thôi. Rồi thì anh cũng ậm ừ cho qua, tại vì dù sao đó cũng là những cái lá bùa của người chủ trước. Và ngay khi anh mới vừa bước vô căn phòng đó để mà dọn dẹp á, cái việc đầu tiên của anh là anh gỡ tất cả những cái lá bùa đó xuống hết trơn luôn. Mà vừa trèo lên gỡ ra, anh còn nói, trời ơi, tối ngày dán ba cái thứ tào lao gì không à? Thời buổi này làm cái gì có ma quỷ mà dán tùm lum hết trơn, mê tín dị đoan, tào lao. Với lại hồi lúc người ta còn sống, mình có hại cái gì người ta đâu mà mình phải sợ, đúng không? Nhưng mà cho tới bây giờ, sau 5 năm rồi, khi mà cái câu chuyện này nó xảy ra xong á, anh ngồi ngẫm nghĩ lại thì cái hành động đó làm anh rất là sợ, và rất rất sợ luôn. Và rồi trong cái lúc mà anh ở trong phòng đang loay hoay chuẩn bị gỡ những cái lá bùa này ra đó, lúc này thì vợ của anh có ẵm cái đứa con ra ngoài phía trước nhà để mà ngồi. Lúc đó ra ngoài đó ngồi chơi á, thì mới gặp những cái bà hàng xóm ở chung cái dãy trọ. Mấy bà đó mới hỏi vợ của anh là, hai vợ chồng của chị dọn vô đây á, mà có hỏi kỹ cái căn phòng này chưa mà dọn vô? Sau khi mà anh nghe vợ anh kể lại như vậy á, anh mới trấn an vợ. Anh mới nói là, trời ơi, đừng có nghe người ta nói tào lao, không có cái gì đâu. Em đừng có nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ rồi suy nghĩ lung tung mà sợ nữa. Hồi đó nè, anh đi nghĩa vụ ở cái trường bắn quốc gia, tối thì ngồi canh ngay trăng cái trường bắn luôn. Mà chỗ anh ngồi á, là ngồi đối diện với mấy cái cây cột mà để cho người ta xử cái tử tù đó. Ngồi ngay trăng cái chỗ đó, xác chết nhiều như vậy anh còn không thấy gì, huống chi là ở đây, em lo cái gì? Khi mà trấn an vợ xong đó, hai vợ chồng mới bắt đầu dọn dẹp đồ, đem đồ vô phòng. Lúc đó thì những cái người hàng xóm á,
người ta mới đi ngang mà người ta nhìn vô phòng, bàn tán xì xào rất là nhiều. Nhưng mà thật sự anh không hề để tâm đâu. Mà khi vợ của anh vừa ẵm cái đứa bé vô trong phòng á, thì nó lại khóc ngất lên, giống như là có ai ngắt ai nhéo vô người của nó vậy đó. Nó khóc rất là dữ, nó khóc hoài một hồi á, cho tới khi á, cái ngực của nó tím tái luôn á. Thành ra lúc này anh mới kêu vợ á, em cho nó bú đi, để nhỏ khóc vậy em không thấy xót hay gì mà để nhỏ khóc hoài vậy. Và rồi cái đứa con của anh á, nó khóc ré lên gần 2 tiếng đồng hồ, mệt mỏi quá thì nó mới chịu ngủ. Đêm đó do là mới dọn vô phòng mới mà, hai vợ chồng dọn dẹp rất là mệt, thành ra đâu có thời gian để mà cúng kiến cho người ta trong phòng đâu. Mặc dù không có tin cái chuyện ma cỏ, nhưng mà anh cũng biết cái luật khi mà mới vô phòng ở thì phải đều cúng cho người ta. Hôm đó sau khi mà dọn dẹp xong, vợ chồng con cái mệt dữ lắm rồi, cho nên cũng leo lên ngủ tới 5 giờ sáng thì anh không thể nào ngủ được. Tại vì anh có cảm giác giống như là rất là bất an ở trong cơ thể gì đó. Nằm ngủ mà cứ thấp thỏm lo âu cái chuyện gì không biết. Thành ra từ 5 giờ sáng là anh không ngủ nữa. Cho nên mới định là đi ra chợ sớm để mà mua trái cây đem về phòng cúng. Và rồi sau khi mua đồ cúng về xong đó, anh mới bày đồ cúng ra giữa nhà để mà cúng. Rồi anh cũng đốt nhang, cắm cái cây nhang đó lên cái lư hương á. Mới vừa đốt được khoảng nửa cây nhang thôi á, thì anh phải đem cái lư hương đó lên cái gác lửng, để cái lư hương trên đó. Tại vì anh nói á, mới đốt có 3 cây nhang thôi à, mà khói nó nhiều giống như là đốt nguyên một bó nhang vậy đó. Không biết làm sao mà khói nó rất là nhiều. Cũng chính vì cái hiện tượng nhỏ đó thôi, sau này anh nghĩ lại á, đó cũng là một cái chuyện lạ chứ không phải là bình thường. Rồi xong, sau khi mà anh đem cái lư hương này lên gác lửng để trên đó đó, anh mới xuống hôn vợ con rồi chuẩn bị đi làm. Mới xách xe ra chạy đi làm được có 6-7 phút thôi, bắt đầu cái điện thoại trong túi của anh nó reo lên. Thì ra là vợ của anh ở nhà điện cho anh. Chị vợ mới điện nói là anh ơi, không biết tại sao mà hồi nãy anh mới vừa đốt cái cây nhang lên á, khi mà anh vừa đi làm thôi, 3 cây nhang tự nhiên nó cháy phực lên, sáng rực cả căn phòng của mình luôn. Nhưng mà thật tình lúc đó anh không có để ý gì mấy, tại vì nói chung anh cũng đang gấp đi làm. Cho nên anh mới trấn an vợ là thôi, em kệ đi, không có gì đâu, nó cháy một hồi thì nó cũng tắt thôi hà. Và rồi cũng kể từ đó, có rất là nhiều những cái chuyện kinh hoàng xảy ra với cái ngôi nhà nhỏ của anh. Cũng ngay trong hôm đó, tới khoảng 4-5 giờ chiều thì vợ của anh lại điện kêu anh về. Vợ nói là anh ơi, anh về lẹ đi anh. Trong khi tới 5 giờ rưỡi chiều anh mới được ra ca. Tuy nhiên thì chỗ đó là cái chỗ làm lâu năm của anh, cho nên anh cũng xin về sớm được. Và rồi sau khi mà xin cái chỗ làm để về sớm đó, anh cũng chạy về phòng. Mới vừa chạy tới cửa phòng thôi thì thấy vợ con của anh đang đứng ở trước cửa phòng rồi, không có đứng trong nhà. Anh mới vừa chạy tới nhà, vợ anh mới nói là thôi anh ơi, lên xe đi, chạy ra khỏi cái phòng này đi. Lúc đó thì anh cũng không biết cái chuyện gì, anh rất là chưng hửng luôn. Cho nên bây giờ không biết phải chạy đi đâu. Thành ra anh mới chạy vòng chỗ đó vậy đó. Anh mới hỏi vợ là ủa, chuyện gì vậy em? Sao mà không vô nhà mà em kêu anh chạy vòng lạ vậy? Lúc này thì chị vợ của anh mới kể cho anh nghe bằng một cái giọng rất là hớt ha hớt hải luôn. Chị mới nói, hồi lúc trưa khi mà em với con đang nằm ngủ trưa, em nghe loáng thoáng bên tai cái tiếng người. Mà cái người này kêu là trả chỗ lại cho tao, trả chỗ lại cho tao đi. Mà cái người này kêu 3-4 lần vậy đó anh. Trong lúc đó mơ mơ màng màng thì cái đứa con của mình nó cũng khóc é lên. Cho nên là em sợ quá em mới ẵm con, rồi nhìn giáo giác xung quanh phòng nè. Xong thì chạy xuống phòng điện cho anh về đó. Nhưng mà lúc này anh vẫn tuyệt đối không có tin nha. Anh nói trời ơi, cái này là cái tiếng của mấy cái bà phòng kế bên thôi, chứ cái tiếng của ma cỏ gì đâu mà em sợ. Tuy nhiên nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà cũng kể từ cái bữa đó đó, sau khi anh chở vợ anh về lại nhà, tối nào trước khi ngủ anh cũng lấy cái iPad á, mở cái bài chú Đại Bi lên trước khi ngủ, đêm nào cũng mở lên hết để mà cho vợ của mình đỡ sợ, đỡ hoang tưởng. Và rồi trong cái đêm đó anh lại chứng kiến một cái hiện tượng rất là khó tin. Tại vì kể từ cái đêm đó, hai vợ chồng mỗi đêm trước khi ngủ là mở kinh chú Đại Bi suốt vậy đó. Cái đêm đó cũng vậy, chỗ ngủ của hai vợ chồng đang mở chú Đại Bi thì không biết tại sao từ dưới bếp giống như là ai lấy chén lấy đũa rồi nồi chảo quăng xuống dưới đất vậy đó. Nó cứ kêu rổn rẽn sùm hết trơn cả phòng luôn. Và rồi khi mà anh xuống kiểm tra, quả thật là như vậy mọi người. Tất cả nồi chảo treo trên tường nó đều rớt xuống đất hết trơn, giống như là ai gỡ ra phá phách vậy đó. Đồng thời lúc này cái đứa bé con của anh nó khóc dữ lắm luôn, nó khóc quá trời khóc. Cuối cùng thì hai vợ chồng phải thức canh cho em bé, tại vì bé nó khóc suốt một đêm.
Sáng hôm sau khi mà đi làm á, anh có vô lấy cái sự việc này kể lại cho đồng nghiệp của anh nghe. Thì cái người đồng nghiệp đó mới kêu là đâu, mày về á, mày đốt nhang khấn vái rồi cúng người ta coi làm sao. Lúc đó